em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel mình nha. Nay có công việc cho nên là mình đi quay buổi sáng. Sẵn đó cho anh em xem luôn. Nay là ở mấy cái chỗ trường học đó mọi người, thì là có rất là đông người cho nên là cũng rất là nghiêm ngặt á. Về cái dịch Covid này nó rất là ghê gớm nha mọi người. Đi ra bên ngoài đường thì mọi người nên hạn chế tiếp xúc nha. Mình phải hạn chế tiếp xúc. Chứ bây giờ là ở ngay gần khu mình á, là bây giờ hiện tại là nó dân dây hết trơn rồi. Sáng sớm là mình chỉ có lo là nó không dân dây thôi, là mình còn được đi mua đồ này nọ để về làm. Còn nếu mà dân dây rồi thì khỏi đi nha. Xe mình á, hiện tại là bây giờ là gần 6.000 cây rồi. Gần 6.000 cây rồi nha anh em. Thì để có gì mình sẽ làm một video clip chi tiết về chiếc xe của mình 6.000 cây nha. Còn ai mà nói là 20.000 à, lúc đó rồi hẳn tính nha. Còn này là 6.000 cây thì mình nói những cái cảm nhận khi mà mình mua được chiếc xe này đó, rồi mình chạy đó, cho mọi người xem là nó như thế nào, nó cái chất lượng của nó như thế nào. Xe mình thì mình không có giấu gì rồi nha, cho nên là mọi người cứ yên tâm về cái phần đó nha. Rồi xong đó, sáng sớm nha. Cây đúng 6.000 cây mình sẽ làm theo nhớt này nọ, mình còn khoảng 6 mấy cây nữa, mình còn khoảng 65 cây nữa, cứ đúng là mình thay thôi. Tại vì giờ mình cũng đâu đi đâu nhiều đâu mà phải thay sớm làm cái gì, đúng không? Mình nói cho các bạn nghe nè, khi mà các bạn mà muốn biết cái thời gian mình thay nhiều hay không á, muốn thay sớm hay chậm á, là mấy bạn cứ tính vô cái khoảng thời gian mà bạn chạy thôi. Ví dụ như mấy bạn chạy ít đi, ví dụ như mấy bạn chạy ít đi thì ví dụ như một ngày mấy bạn chạy khoảng 5 cây số hay 10 cây số đó, đơn giản là vậy thôi, đúng không? Đó, trong vòng phạm vi vậy thì là cứ đúng 2.500 hoặc là 3.000 mỗi bạn thay một lần nha. 2.500 tới 3.000. Còn không á, nếu mà chạy nhiều á, một ngày chạy mà khoảng 20 tới 25 cây hoặc là 30 cây gì đó, từ cái giờ nó lại là từ 25 tới 30 cây đi đó, thì là các bạn nên cứ cỡ tháng 2 tháng thay một lần nha. Các bạn có nắm rõ không? Có nghĩa là từ khoảng 5 tới 10 cây một ngày đi, mà các bạn lâu lâu mấy bạn mới chạy á, thì cứ 2.500 tới 3.000 các bạn thay một lần. Còn ai muốn kỹ hơn á thì cứ 2.000 2.500. Đó, đơn giản vậy thôi. Nhớt bây giờ nó cũng rẻ lắm mấy bạn. Sale như mình đang dùng á, bản sale Advent Ultra bản mình đang dùng á, là nó có 140-160 gì à. Đó, nó không đáng bao nhiêu á. Đối với mình á, thì là nó không có đáng bao nhiêu đó. Đó, cho nên là cũng không có quan trọng cái vấn đề mà tiền để mà mua nó. Ồ, sáng sớm bị cảm nha mọi người. Giờ ra mà giờ mà ra mua thuốc sốt là mệt á. Chưa có bị. Còn mà xe mà chạy mà còn bữa giờ cho tới gần 6.000 cây thì mình thấy nó ổn chứ có gì hết.
nhiều người nói là xe mới 6.000 cây mà sao mà phán đoán được gì. Trời ơi, xe của người ta cảm nhận sao thì nói vậy thôi đúng không? Cố đi.
mà chưa bao giờ uống. Thì mình dự tính là mình sẽ đi Đà Lạt á trước cái ngày 30 tháng 4 bụng quên lộn ngày đúng ta 30 tháng 4 bụng tháng 5 đúng rồi sẽ đi Đà Lạt, nhưng mà suy nghĩ lại thấy có điều gì đó linh tính không ổn rồi thôi, cho nên là no luôn, dẹp khỏi đi. Mà đúng như rằng luôn, thấy không, sau chuyến nó đi dài là nước mình là gặp biết bao nhiêu ca, đông người quá là cũng chết. Mà không biết đó là nó trong không khí mà mọi người, cho nên nó làm dù mình có làm bịch khẩu trang như thế nào đi nữa thì nó cũng dính à, mình không cần biết luôn á, mình không biết, tại vì mình đâu biết nó nằm ở đâu đâu. Mình không biết là cái con virus này nó như thế nào đó, cho nên là nếu mà mình tiếp xúc với ở gần đó thôi, ví dụ như bạn đi biển đó, nói là mấy bạn coi mấy lúc mà đi biển cái gì ngày 31/5 nó đông nghẹt như thế nào thì nó sẽ thành, nó sẽ hình thành virus lên thôi. Thì đối với cái cá nhân của mình là suy nghĩ như vậy thôi, nhưng mà y như rằng luôn, không đi du lịch về trong 2 ngày đó xong là làm 14 ngày sau bắt đầu có dịch sập sàn luôn đó chưa. Rồi bây giờ tới coi nhảy đầm coi nè, rồi Bitcoin, rồi ETH hay là còn gọi là Ethereum á mọi người, nhảy đầm lên xuống luôn. Thì mình sẽ làm cái clip về chiếc Airblade này nữa, thì mọi người cố gắng đón xem nha. Cái gì mình biết thì mình sẽ xin chia sẻ lại cho mọi người để mọi người biết và tìm cách khắc phục. Trong cái video clip mà mình nói về nhớt bọng rồi lần trước á, rồi video clip nhận xét về chiếc xe của mình sau 2.000 cây á, thì mình nhận được rất là nhiều sự đóng góp, ý kiến của rất là nhiều bạn trên YouTube comment lên cho mình. Không những là qua bên YouTube mà còn có bên Facebook nữa, thì những bạn nào mà comment qua bên Facebook mà không thấy mình trả lời thì chắc là nó nằm ở trong cái tin nhắn ẩn đó mọi người, cho nên là mọi người hết sức thông cảm nha.
đó, thì mình nhận được rất là nhiều ý kiến của các bạn đóng góp đó, cho nên là mình rất là cảm ơn các bạn nha. Đó, sẽ tạo ra một cái group để trong một cái clip gì đó nói chuyện thì là nó sẽ hiểu hơn. Có những người mà họ không có chuyên về xe, khi mà họ xem clip của mình á, mình phải nói thật chứ đừng có nói bóng nói gió. Nói bóng nói gió thì người ta sẽ bị hoang mang á mọi người, người xem sẽ bị hoang mang và không có giải quyết được vấn đề. Chưa biết như mình ban đầu mà mình mới chia xe đâu có ai biết đâu mọi người. Cái thời gian đầu mà đầu tiên mà mình mua chiếc Acer 2011. Ôi giời, cái khoảng thời gian đó là mình rất, phải nói là rất là quý luôn. Rồi mua nó xong rồi về chạy cũng hoang mang không biết cái cách giải quyết bảo trì nó như thế nào. Ngày xưa ngoài đâu có được giống như bây giờ, người ta biết thì người ta cũng im thôi chứ đâu có kiểu mà chia sẻ lên YouTube như bây giờ. Ngày xưa mình cũng vệ sinh xe thì thôi khỏi nói rồi, giờ thì mấy xe tay ga rồi, mấy xe số bây giờ thì nó cũng tiên tiến rồi mọi người, công nghệ có đầy rồi, bây giờ AB20 này là có ABS rồi nè, nó còn mốt rồi nó còn sẽ đưa vô những cái công nghệ khác nữa. Những chiếc xe nào mà mình đã chạy á, mình sẽ chia sẻ thực tế cho mọi người cùng xem. Chứ nếu mà mình thấy nhiều người á chỉ có làm biết chạy xe này nọ thôi, nhưng mà còn chiếc xe của mình, đối với riêng cá nhân mình nha, mình chạy như thế nào mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn ý hệt như vậy. Còn những cái nào mà mình chưa gặp mà mấy bạn đã gặp rồi, ok, mấy bạn cứ thể là comment lên hẳn cái clip đó, mình sẽ trả lời lại. Đó, có như rất là nhiều bạn ở trên kênh của mình đó, đóng góp ý kiến rồi cùng mình xây dựng cái cách hình thành để mà khắc phục cho chiếc xe này đó. Đó, đơn giản như vậy thôi là được rồi. Nên là những anh em nào mà đang mong chờ video clip về AB20 của mình á, thì cố gắng nha, cố gắng đợi thêm một vài ngày nữa đi, thì mình sẽ làm video clip về nó nữa. Tại vì mấy ngày nay đó mình đang bận về cái đang trang trí lại cái phòng của mình đó, cho nên là mình không có ra clip nhiều được. Hôm nay các sinh nhỏ đi thi, mình biết là hôm nay là sẽ rất là căng thẳng,
thậm chí đứa em của mình cũng vậy, sáng sớm là 5 giờ là bắt đầu ăn sáng hùng hục rồi, rồi đi rồi đi chuẩn bị đi thi rồi, nãy 5 giờ rưỡi là bắt đầu đi rồi, thì mình nghĩ nó rất là căng thẳng chứ không phải là không, tại vì hôm nay là năm nay là Bộ Giáo dục là cũng đã hình như là có thay đổi trong cái cách mà để thi cử rồi. Thôi thì thôi, chúc các em nhỏ, những người em của mình có những ngày thi thật là điềm tĩnh và may mắn nha. Cố gắng lên mấy em, mấy em sẽ làm được. Rồi, cố gắng lên, cố gắng lên. Nay sáng sớm mình chạy vòng vậy thôi. vòng vậy để có những cái câu chuyện mà mình muốn nói, nhiều khi mình quên á, mình còn sót lại, cho nên là mình cũng phải nói cho mọi người cùng biết ha. Clip cái xe này cho mọi người coi, coi test bắt cười lắm. Đối với riêng mình thôi, tại vì cái trọng lượng mình á, test bắt cười lắm. Còn những người khác thì mình nghĩ là test chắc là tốc độ cao được rồi đó, nhưng mà thôi, mình sẽ test kiểu mà bình thường, chạy như thế này nè, đó. Đó, cứ chạy bình thường vậy nè, đó. Cho mọi người xem là nó chạy lại được bao nhiêu chứ thôi, nghỉ chơi mấy trò núp gió đi, nghỉ chơi mấy cái trò mà vẫy đuôi cá này nọ đi nha. Giờ mình test theo cái kiểu mà mình chạy bình thường như thế này là coi coi là cái tốc độ mà nó đạt nó là bao nhiêu đó. Ây cha, đường phố mà như mọi ngày là bây giờ nó đang rất là đông nha, như những ngày bình thường là bây giờ nó rất là đông. Nhưng bây giờ đang trong mùa dịch và đang bị cách ly toàn xã hội như thế này, nhìn con đường nó chán, nhìn mọi người thấy nó giống như ngày Tết không? Giống như sáng mùng 1, mùng 2 Tết không? Rất giống ha, nhưng người ta không được ăn nhậu hát karaoke. Người ta không được đi chúc Tết, mà người ta phải ở nhà chống dịch. Cho nên là mọi người cố gắng những ngày này hạn chế tiếp xúc với nhau mọi người. Những ai không cần ra đường thì đừng ra, nguy hiểm lắm. Đường Nguyễn Huệ đi ha. Rồi mình sẽ kết thúc video nha. Nhà thờ Đức Bà nè mọi người. Nãy chạy qua quên cho mọi người xem nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ Đức Bà thì hiện tại là đang tu sửa. Nhìn anh lùi bước về sau, nhìn thấy em rõ hơn, nhìn có thấy ngỡ em từ xa. Âu yếm hơn cả nguồn sóng bông trắng vừa bằng cô gái. Còn đây, vừa đang thấy đây là đường Đồng Khởi, một con đường chính, cũng là con đường chính đó, của trong vùng nhất đây nè, Đồng Khởi.
trên đây là giờ chịu trận hết, mua bán có được không, giờ ngồi chịu trận thôi. Đi như ngày Tết không khác gì hết, nhưng mà không có được đi chúc Tết thì cũng không có được vui như ngày Tết thôi. Đó nào, cái con đường ngoài này là mấy bạn thấy nó thưa thưa xe không, nó đâu có đông đâu mà là con đường chính nữa đó, đó. Rồi chạy vô đường Nguyễn Huệ cho mọi người xem nè. Giờ nó không có cho mình vô đường đi bộ vô đâu. Giờ thấy mình ngồi mình tí bắt đầu là tới đuổi đó. Đó, trong đây là chỉ có bảo vệ thôi nè, mọi người thấy không? Với bồ câu thôi, bồ câu thì được ưu tiên. Chanel. Nơi tôi đã từng làm việc. Cái đường này nó rất là trơn nha, đường đá này nè, đường lót đá như thế này rất là trơn nha, kẹt xe nè, Chanel nè, đó. Mọi người thấy đường này đẹp không? À, sáng sớm thì mình chạy như thế này nói chuyện mọi người vui vui chút xíu thôi ha, đó, có gì thì mình nói đó. Có bồ câu rồi mọi người nhìn thấy không? Mấy con bồ câu là đuổi nó cũng đi quay lại à. Rồi chúng ta chuẩn bị ra hết đường Nguyễn Huệ. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của mình nha. Và hẹn gặp lại mọi người trong video clip tiếp theo của mình nha. Nếu mà ai cảm thấy mà có thắc mắc gì đó, thì cứ comment lại, mình sẽ đọc comment đó của các bạn và mình sẽ trả lời. Những comment nào mà mình có like và thả tim ở trong đó thì có nghĩa là mình đã xem qua cái comment đó rồi. Đó. Cho nên là mọi người đừng có lo ha. Mình sẽ đọc. Bye bye.